Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2301 Đoan Mộc Nhuệ Chuyện vừa rồi Chúng tôi nợ anh một ân tình Bạch Lương và Nhiêu Kỳ La nói Nếu vừa rồi Đoan Mộc Nhuệ không ngăn họ lại E rằng cuối cùng họ cũng sẽ giống như Hạ Nam Phi Bạch Lương ngẩng đầu nhìn thân ảnh bay lên đỉnh núi Ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc Anh ta lẩm bẩm nói Nếu anh ta thật sự là kiếm lĩnh thể E rằng cả chu tước tĩnh vực sẽ xảy ra chuyện lớn ở chân núi phía dưới, một đám người nhìn khúc tính và mộc hạo với ánh mắt vui đùa và thương hại. Chân hỏa phái các người tầm nhìn cũng tốt đấy nhỉ, vậy mà bỏ ra cơ hội kết giao với kiếm linh thể. Có thể trong chân hỏa phái của họ có kiếm linh thể thứ hai. Khúc tính, sao cô không nói chuyện, vừa rồi không phải hét lên rất khoái chí sao? Audio điện tử võ tấn bền Một nhóm người chế nhạo khúc tính và mộc hạo, mặc dù trước đó bọn họ xem thường đường Tuấn, nhưng bọn họ không quá đáng như khúc tính. Mà trong lòng bọn họ cũng cảm thấy có chút may mắn, may mà khúc tính không biết người thật, bằng không một khi chân hỏa phái có kiếm linh thể làm hậu thuẫn, e rằng rất nhiều thế lực trong phủ bạch phong sẽ bị cải tổ lại dép sai. Khúc tính cắn chặt môi, trong mắt mang theo vài phần tiếc nuối, nhìn về phía sư huynh ở bên cạnh, thì thảo nói, sư huynh, chúng ta. Mục hảo ngắt lời cô ta, nói dù anh ta có phải là kiếm linh thể hay không anh ta đã giết chết hạ nam phi là thật thầy quý đồng và phi tinh viện sẽ không bỏ qua chuyện này đâu khúc tĩnh gật đầu nói chưa chắc hắn có thể sống sót trong lòng mộc hạo thở dài có những câu anh ta không nói ra nếu đường tuấn là một kiếm linh thể thì quý đồng và phi tinh viện cũng sẽ phải kiêng rè nên biết kiếm linh thể có thể gia nhập chu tước tinh vực hoặc các giáo phái thánh địa khác hơn nữa còn là đệ tử cốt cán đến lúc đó thầy quý đồng và phi tinh viện e là cũng không làm gì được chân hỏa phái tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời trong lòng mộc hạo thở dài lúc này đường tuấn đã lên tới đỉnh núi cổ động dường như hòa vào khoảng không trước mặt anh không xa một luồng sức mạnh lờ mờ phát ra từ bên trong cổ động anh lấy uẩn thần kính ra một luồng linh quang tỏa ra từ uẩn thần kính và ẩn vào trong cổ động nơi linh quang đi qua hình thành một con đường hư không Đường Tuấn cất chiếc gương cổ đi, đặt chân lên con đường hư không này, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi đi chưa đến trăm bước trên con đường hư không, một cổ động thực sự hiện ra trước mắt đường Tuấn. Cổ động đó là thật, bởi vì đường Tuấn có thể chạm vào nó, không giống như những gì anh nhìn thấy bên ngoài chỉ là một ảo ảnh. Nếu không có ẩn thần kinh, cho dù Hạ Nam Phi có đánh bại được ba người đoan mộc nhuệ, anh ta cũng sẽ không thể vào được cổ động. Đường Tuấn chậm rãi đi vào trong động cổ. Trang trí bên trong cổ động rất đơn giản giống như một phòng khách, với bộ bàn ghế và một vài bức tranh. Bàn ghế làm bằng đá vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tranh đã hư hỏng gần hết. Chương 2302. Ánh mắt Đường Tuấn đột nhiên chăm chú nhìn về phía một cái bàn trong đại sảnh. Trên bàn có một viên châu to bằng nắm tay em bé, xung quanh viên châu có một quầng sáng mờ ảo. Từ xa, Đường Tuấn có thể cảm thấy linh hồn mình đang nhói lên. Viên châu như có ma lực có thể ảnh hưởng đến linh hồn định thần châu đường tuấn từng bước đi về phía viên châu khi anh bước tới bàn uẩn thần kính đột nhiên bay ra và chìm trong viên châu ngay lập tức phần hào quang trên bề mặt viên châu càng thêm rực sáng đường tuấn cầm viên châu lên một cảm giác như được kết nối chặt chẽ với chính mình từ trong viên châu chuyển đến anh đã luyện hóa ra định thần châu cầm định thần châu đường tuấn cảm thấy linh hồn của mình đang được nuôi dưỡng vết thương trên linh hồn cũng đang từng chút được chữa lành Tuy tốc độ rất chậm nhưng vẫn ổn định sau này. Đường Tuấn không khỏi lộ ra nụ cười trên gương mặt, không ngoài ý muốn của anh, vết thương linh hồn của anh sau 10 tháng nữa sẽ được chữa lành. Anh cất định thần châu vào cơ thể mình, lúc đó anh mới thấy có một cuốn sách trên bàn, cuốn sách này thực sự vẫn còn nguyên vẹn, chắc chắn được làm từ chất liệu rất đặc biệt. Phương pháp chữa lành vết thương linh hồn. Bìa cuốn sách có ghi dòng chữ này. Đường Tuấn lộ vẻ vui mừng, vội vàng cầm sách lên. Chỉ lật vài trang, niềm vui trên mặt Đường Tuấn càng rõ rệt. Cuốn sách này do Cổ Thiên Thanh để lại, khi còn trẻ, linh hồn của vợ ông ấy đã bị thương, để chữa bệnh cho vợ, ông ấy bắt đầu lao vào nghiên cứu lĩnh vực chữa trị cho linh hồn. Mặc dù cuối cùng ông ấy đã không chữa khỏi cho vợ mình, nhưng Cổ Thiên Thanh đã đạt đến trình độ linh hồn cực kỳ cao. Và cuốn sổ này là ghi chép thu hoạch của ông ấy trong khoảng thời gian đó. Đường Tuấn say mê chăm chú đọc nội dung trong cuốn sách. Từ khi học y thuật đến nay, anh hầu như không có kiến thức hay tiếp xúc về linh hồn. Cuốn sách này có thể nói là cuốn sách đầu tiên, là cuốn sách khai sáng của anh. Hóa ra là như vậy, Định Thần Châu chỉ là một công cụ để chữa lành vết thương của linh hồn. Nếu làm theo những phương pháp trên, vết thương của linh hồn có thể sẽ hoàn toàn được chữa lành trong 10 tháng. Linh hồn, không ngờ lại thần bí như thế, còn có thể vận dụng linh hồn chi lực như thế này trong đầu đường tuấn lần lượt xuất hiện những ý nghĩ anh đã hoàn toàn đắm chìm trong cuốn sách này vào thời điểm này tại phủ bạch phong sau khi đường tuấn giết hạ nam phi phi tinh viện đã bị chấn động chủ nhân của phi tinh viện đã rất tức giận hạ nam phi là học trò đáng tự hào nhất của ông ta và là chủ nhân đời tiếp theo của phi tinh viện vậy mà lại bị giết thật rồi kiểm tra lại cho tôi tôi muốn biết ai đã giết nam phi tôi muốn diệt môn cả nhà kẻ đó nói thông tin cho ông Quý Đồng biết, nói rằng học trò duy nhất của ông ta đã bị người ta giết chết. chương 2303 Chủ nhân của phi tinh viện ngay lập tức ra lệnh. Phi tinh viện bắt đầu hoạt động. Ngay sau đó, tin tức lan truyền đến chỗ viện trưởng phi tinh viện, bao gồm cả sự việc của Hạ Nam Dung, thậm chí cả hình ảnh đường Tuấn giết Hạ Nam Phi ở tuyệt phong lĩnh. Chủ nhân của phi tinh viện đương đại là Nguyên Thiên Hoa. Thiên Hóa, tu vi ở hóa thần cảnh hậu kỳ, đưa mắt quét khắp phủ bạch phong này, thực lực của ông ta có thể xếp vào top 3. Sau khi đọc tin tức được gửi đến, vẻ mặt Nguyên Thiên Hóa u ám, hung dữ nói, hay cho tên dược đường, hay cho một thiên nguyễn phường thi mã phi tinh viện ta muốn, vậy mà dám từ chối. Viện chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão của phi tinh viện hỏi. Thầy Quý Đồng đã trả lời chưa? Nguyên Thiên Hóa hỏi. Trưởng lão đó lắc đầu nói, thầy Quý Đồng đang bế quan, cô lập hết thảy mọi tin tức nguyên thiên hóa suy nghĩ một lúc rồi nói thầy quý đồng đã không rảnh thế thì tôi sẽ đích thân ra tay bắt người đàn ông đó về phi tinh viện đợi thầy quý đồng xuất quan ông ta hỏi dược đường vẫn ở tuyệt phong lĩnh à trưởng lão gật đầu nói người của chúng ta truyền tin đến nói rằng cậu ta đã tiến vào trong cổ động vẫn chưa trở ra nguyên thiên hóa đứng dậy và nói được giết cậu ta mặc sức lấy đi báu vật ở cổ động cũng coi như là bồi thường rồi nói xong thân ảnh nguyên thiên hóa dần dần biến mất. Ở tuyệt phong lĩnh, nhiều kỳ la, bạch lương và đoan mộc nhuệ vẫn chưa rời đi, họ đang canh gác bên ngoài cổ động. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, nếu khẳng định đường Tuấn là kiếm linh thể, bọn họ sẽ không tiếc công sức kết bạn, xây dựng quan hệ tốt với anh. Vào lúc này, một tia sáng màu xanh từ bên ngoài tuyệt phong lĩnh bắn ra với tốc độ cực nhanh, không hề sợ sẽ gây ra sự tấn công của các con thú hóa thần cảnh trong tuyệt phong lĩnh. Khi ánh sáng xanh đến gần, một khí thế đáng sợ như đè nén trong lòng mọi người. Sắc mặt đoan mộc nhuệ đột nhiên thay đổi, anh ta trầm giọng nói là nguyên thiên hóa viện chủ của phi tinh viện. Không ngờ ông ấy lại đích thân tới đây. Bạch Lương nói, hãn Nam Phi là tương lai của phi tinh viện. Lần này bị người ta giết, ông ấy chắc hẳn rất tức giận. Nhiều kỳ la nhìn vào vị trí của cổ động và nói, vậy thì chúng ta phải làm gì? Đoan Mộc Nhuệ trầm ngâm một hồi, sau đó trầm giọng nói chờ. Nếu kiếm linh thể chết trong tay Nguyên Thiên Hóa, đương nhiên sẽ không cần kết bạn nữa. Nếu anh ta có thể thành công thoát khỏi tay Nguyên Thiên Hóa, vậy chúng ta có thể giúp anh ta cũng không phải là không thể. Bạch Lương khế lắc đầu, nói e rằng sẽ rất khó. Tuy rằng kiếm linh thể rất mạnh, có thể sánh ngang với hóa thần cảnh hậu kỳ mà không hề bị đánh bại. Nhưng Nguyên Thiên Hóa thì không phải hóa thần cảnh hậu kỳ bình thường. Ông ấy đã bước nửa bước vào hợp thể cảnh rồi. Hai người kia nghe vậy cũng không phản bác cho dù là kiếm linh thể, muốn giữ mạng sống sót khỏi tay nguyên thiên hóa e là cũng rất khó. chương 2304 Không bao lâu sau khi mấy người nói xong, ánh sáng xanh đó cũng dừng lại phía trước bọn họ một khoảng không xa, một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, chắp tay sau lưng hiện ra. Tham kiến viện chủ, đoan mộc nhuệ và ba người đồng thời nói một cách cung kính. Nguyên thiên hóa hử lạnh một tiếng, khiến cho ba người đồng loạt run lên, bên tai vang lên vài thanh âm lạnh như băng, các người giỏi lắm, nhìn thấy Nam Phi bị giết mà không ra tay giúp đỡ. Ba người muốn giải thích, nhưng Nguyên Thiên Hóa lập tức phất tay áo, một cỗ lực lượng cực lớn đập vào ba người, nổ bay bọn họ ra xa mấy chục dặm. Ba người đoan mộc nhuệ đồng thời phun ra một ngụm máu. Nguyên Thiên Hóa chỉ phất tay áo một cái rất đơn giản đã khiến ba người đều bị thương. Về vấn đề này, ba người chỉ có thể cười khổ, thậm chí còn lộ ra vẻ kính nể với Nguyên Thiên Hóa, cũng không hề có một chút bất mãn. Ai bảo sức mạnh bọn họ không bằng người ta cơ chứ? Nguyên thiên hóa ngẩng đầu nhìn cổ động như thực như ảo, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Định thần châu có lợi ích rất lớn giúp ông ta bước vào hợp thể cảnh. Dám giết đệ tử phi tinh Việt, hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải đền mạng. Nguyên thiên hóa hừ một tiếng, tay áo choàng đột nhiên phồng lên, cứng như thép. Ông ta vươn hai tay lên trên, cắm vào hư không. Đôi tay của ông ta biến lớn, có kích thước hàng trăm trượng rồi quật mạnh về phía cổ động. Cổ động phát ra âm thanh dữ dội, sau đó bị nguyên thiên hóa lôi ra khỏi hư không. Ba người của đoan mộc nhuệ nhìn thấy cảnh này không khỏi ngơ ngác. Phương pháp này đã vượt ra ngoài phạm vi của hóa thần cảnh, tuy rằng không thể so sánh với hợp thể cảnh xé nát hư không, nhưng cũng đủ để xưng hùng xưng bá trong hóa thần cảnh. Không hổ là viện chủ của phi tinh Việt, không ngờ ông ta còn có cách này. Không lâu nữa, phi tinh viện có lẽ sẽ xuất hiện một đại tu sĩ hợp thể cảnh rồi. Ba người trong lòng không yên, càng không có lòng tin với Đường Tuấn nữa. Khi Nguyên Thiên Hóa dùng thủ đoạn của mình để chiếm cổ động, Đường Tuấn vốn dĩ vẫn đang đắm chìm trong cuốn sách đã bị kinh động. Anh cất cuốn sách đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Thiên Hóa đang nhếch mép cười. Khi ở thành phố Hồng Dương, qua Thiên Hòa và Sử Thành Chủ đã từng đề cập đến Nguyên Thiên Hóa với Đường Tuấn, cho nên Đường Tuấn vừa nhìn là đã lập tức nhận ra có định thần châu ổn định vết thương linh hồn, cùng tiên thiên thần văn, chưa chắc tôi không có sức chiến một trận. Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Anh vừa mới đột phá không lâu, chẳng qua là dùng trận chiến này mài giữa thực lực. Trong trận chiến trước với Hạ Nam Phi, linh hồn của anh đã bị thương, không thể dùng hết sức lực của mình. Vào thời điểm khi cổ động thoát khỏi hư không, Đường Tuấn bắt đầu động thủ. Anh cầm bia vạn giới trong tay, giống như thiên thần giáng lâm, đập một bia về phía nguyên thiên hóa tiếng gió gào lên, khoảng không như tan tành. Trường 2305, thầy quý đồng đã trả lời chưa? Nguyên thiên hóa thu hai tay về, hơi nheo mắt, khinh thường nói có chút bản lĩnh. Đáng tiếc cảnh giới của cậu quá thấp. Vừa dứt lời, nguyên thiên hóa chẳng hề nhúc nhích, nhưng thân hình của ông ta đột nhiên trở nên hư ảo, giống như trạng thái khi nãy của cổ động. Một bia lần này của đường Tuấn đã đập hụt vào hư không? Thủ đoạn hư ảo, đoan mộc nhuệ lại kêu lên. Bạch Lương lắc đầu nói, không có hy vọng nữa rồi. Từ khi Nguyên Thiên Hóa cảm ngộ được thủ đoạn hư ảo, ông ấy đã là bất khả chiến bại. Đường Tuấn đập vào không chung, nhìn Nguyên Thiên Hóa, khẽ cau mày. Thân thể Nguyên Thiên Hóa như tan vào hư không, trên mặt nở nụ cười vô cùng tự hào, nói tôi đứng ở chỗ này, có bản lĩnh thì động thủ đi, xem có thể đánh chúng tôi không. Đoan Mộc Nhuệ trong lòng thở dài, Nguyên Thiên Hóa quá thận trọng, chỉ dựa vào cảnh giới của mình để gây sức ép với mọi người nhưng đường tuấn lại hoàn toàn bó tay nguyên thiên hóa cười nói nếu như cậu không động thủ thế thì đến lượt ta ông ta giơ một tay lên to như một cái đĩa mài khí thức màu xám quấn quanh lòng bàn tay cách một khoảng áp trên đỉnh đầu của đường tuấn trên ngọn núi phía sau đường tuấn vô số cây cối đang tràn đầy sức sống bỗng nhiên khô héo lá xanh mất hết sức sống trong nháy mắt biến thành một mảng xám xịt đại diệt tuyệt thủ ấn Nguyên Thiên Hóa và Hạ Nam Phi thi triển cùng một loại công pháp tuyệt học, nhưng uy lực lại chênh lệch nhau gần gấp 10 lần. Nét mặt đường Tuấn hơi thay đổi, anh lùi lại, nhưng Nguyên Thiên Hóa lại ra tay nhanh hơn, hết trường này đến trường khác, cả bầu trời dường như tối đi rất nhiều. Ngọn núi sau lưng anh, không biết có bao nhiêu cây cối đã bị diệt sạch không còn sức sống. Nguyên Thiên Hóa càng thêm tự mãn, trưởng thể không ngừng, tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp tuyệt phong lính, chút chiêu thức đó của cậu, thật sự quá yếu. Đường Tuấn vừa né tránh, thỉnh thoảng chặn lại, nhưng ngay cả như vậy, pháp lực ổn định của anh đã bị lung lay có chút không ổn định. Còn đập đối mặt với một chống như một cúng trận lũ kinh hoàng, tuy có chống đỡ được một thời gian nhưng sớm muộn cũng sẽ bị cuốn trôi. Chủ nhân của phi tinh viện đương đại là Nguyên Thiên Hóa, tu vi ở hóa thần cảnh hậu kỳ, đưa mắt quét khắp phủ bạch phong này, thực lực của ông ta có thể xếp vào top 3. Audio điện tử võ tấn bền sau khi đọc tin tức được gửi đến, vẻ mặt Nguyên Thiên Hóa u ám, hung dữ nói: "Hay cho tên dược đường, hay cho một Thiên Nguyên phường. Thứ mà Phi Tinh viện ta muốn, vậy mà dám từ chối." "Viện chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Một trưởng lão của Phi Tinh viện hỏi. "Thầy Quý Đồng đã trả lời chưa?" Nguyên Thiên Hóa hỏi. Trưởng lão đó lắc đầu nói: "Thầy Quý Đồng đang bế quan, cô lập hết thảy mọi tin tức." Chương 2306 vậy thì chúng ta phải làm gì nguyên thiên hóa suy nghĩ một lúc rồi nói thầy quý đồng đã không rảnh thế thì tôi sẽ đích thân ra tay bắt người đàn ông đó về phi tinh viện đợi thầy quý đồng xuất quan ông ta hỏi dược đường vẫn ở tuyệt phong lĩnh à trưởng lão gật đầu nói người của chúng ta truyền tin đến nói rằng cậu ta đã tiến vào trong cổ động vẫn chưa trở ra nguyên thiên hóa đứng dậy và nói được giết cậu ta mặc sức lấy đi báu vật trong cổ động cũng coi như là bồi thường rồi. Nói xong, thân ảnh Nguyên Thiên Hóa dần dần biến mất. Ở tuyệt phong lĩnh, nhiều kỳ la, Bạch Lương và Đoan Mộc Nhuệ vẫn chưa rời đi, họ đang canh gác bên ngoài cổ động. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, nếu khẳng định Đường Tuấn là kiếm linh thể, bọn họ sẽ không tiếc công sức kết bạn, xây dựng quan hệ tốt với anh. Vào lúc này, một tia sáng màu xanh từ bên ngoài tuyệt phong lĩnh bắn ra với tốc độ cực nhanh, không hề sợ sẽ gây ra sự tấn công của các con thú hóa thần cảnh trong tuyệt phong lĩnh. Khi ánh sáng xanh đến gần, một khí thế đáng sợ như đè nén trong lòng mọi người. Sắc mặt đoan mộc nhuệ đột nhiên thay đổi, anh ta trầm giọng nói là nguyên thiên hóa viện chủ của phi tinh Việt. Không ngờ ông ấy lại đích thân tới đây. Bạch Lương nói, hạ Nam Phi là tương lai của phi tinh Việt. Lần này bị người ta giết, ông ấy chắc hẳn rất tức giận. Nhiều kỳ la nhìn vào vị trí của cổ động và nói, vậy thì chúng ta phải làm gì? Đoan Mộc Nhuệ trầm ngâm một hồi, sau đó trầm giọng nói chờ. Nếu kiếm linh thể chết trong tay nguyên thiên hóa, đương nhiên sẽ không cần kết bạn nữa. Nếu anh ta có thể thành công thoát khỏi tay nguyên thiên hóa, vậy chúng ta có thể giúp anh ta cũng không phải là không thể. Bạch Lương khẽ lắc đầu, nói e rằng sẽ rất khó. Tuy rằng kiếm linh thể rất mạnh, có thể sánh ngang với hóa thần cảnh hậu kỳ mà không hề bị đánh bại. Nhưng Nguyên Thiên Hóa thì không phải hóa thần cảnh hậu kỳ bình thường. Ông ấy đã bước nửa bước vào hợp thể cảnh rồi. Hai người kia nghe vậy cũng không phản bác, cho dù là kiếm linh thể, muốn giữ mạng sống sót khỏi tay Nguyên Thiên Hóa e là cũng rất khó. Không bao lâu sau khi mấy người nói xong, ánh sáng xanh đó cũng dừng lại phía trước bọn họ một khoảng không xa, một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, chắp tay sau lưng hiện ra tham kiến viện chủ, đoan mộc nhuệ và ba người đồng thời nói một cách cung kính. Nguyên thiên hóa hử lạnh một tiếng, khiến cho ba người đồng loạt run lên, bên tai vang lên vài thanh âm lạnh như băng, các người giỏi lắm, nhìn thấy Nam Phi bị giết mà không ra tay giúp đỡ. Ba người muốn giải thích, nhưng Nguyên thiên hóa lập tức phất tay áo, một cỗ lực lượng cực lớn đập vào ba người, nổ bay bọn họ ra xa mấy chục dặm. Chương 2307 Đại Diệt Tuyệt Thủ Ấn Cổ động phát ra âm thanh dữ dội, sau đó bị Nguyên Thiên Hóa lôi ra khỏi hư không. Ba người của Đoan Mộc Nhụy nhìn thấy cảnh này không khỏi ngơ ngác. Phương pháp này đã vượt ra ngoài phạm vi của Hóa Thần cảnh, tuy rằng không thể so sánh với Hợp Thể cảnh xé nát hư không, nhưng cũng đủ để xưng hùng xưng bá trong Hóa Thần cảnh. Không hổ là viện chủ của Phi Tinh viện, không ngờ ông ta còn có cách này. Không lâu nữa, Phi Tinh viện có lẽ sẽ xuất hiện một đại tu sĩ Hợp Thể cảnh rồi. Ba người trong lòng không yên, càng không có lòng tin với Đường Tuấn nữa. Khi Nguyên Thiên Hóa dùng thủ đoạn của mình để chiếm cổ động, Đường Tuấn vốn dĩ vẫn đang đắm chìm trong cuốn sách đã bị kinh động. Anh cất cuốn sách đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Thiên Hóa đang nhếch mép cười. Nguyên Thiên Hóa lạnh lùng nói, "Oát con, tưởng rằng nấp trong cổ động thì tôi không làm gì được cậu sao? Quá xem thường tôi rồi đấy." Khi ở thành phố Hồng Dương, qua thiên hòa và sử thành chủ đã từng đề cập đến nguyên thiên hóa với đường Tuấn, cho nên đường Tuấn vừa nhìn là đã lập tức nhận ra. Có định thần châu ổn định vết thương linh hồn, cùng tiên thiên thần văn, chưa chắc tôi không có sức chiến một trận. Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Anh vừa mới đột phá không lâu, chẳng qua là dùng trận chiến này mài dũa thực lực. Trong trận chiến trước với hạ Nam Phi, linh hồn của anh đã bị thương, không thể dùng hết sức lực của mình vào thời điểm khi cổ động thoát khỏi hư không đường tuấn bắt đầu động thủ anh cầm bia vạn giới trong tay giống như thiên thần giáng lâm đập một bia về phía nguyên thiên hóa tiếng gió gào lên khoảng không như tan tành nguyên thiên hóa thu hai tay về hơi nheo mắt khinh thường nói có chút bản lĩnh đáng tiếc cảnh giới của cậu quá thấp vừa dứt lời nguyên thiên hóa chẳng hề nhúc nhích nhưng thân hình của ông ta đột nhiên trở nên hư ảo giống như trạng thái khi nãy của cổ động một bia lần này của đường Tuấn đã đập hụt vào hư không. Thủ đoạn hư ảo, đoan mộc nhuệ lại kêu lên. Bạch Lương lắc đầu nói, không có hy vọng nữa rồi. Từ khi Nguyên Thiên Hóa cảm ngộ được thủ đoạn hư ảo, ông ấy đã là bất khả chiến bại. Đường Tuấn đập vào không chung, nhìn Nguyên Thiên Hóa, khẽ cau mày. Thân thể Nguyên Thiên Hóa như tan vào hư không, trên mặt nở nụ cười vô cùng tự hào, nói tôi đứng ở chỗ này, có bản lĩnh thì động thủ đi, xem có thể đánh chúng tôi không. Đoan Mộc Nhuệ trong lòng thở dài, Nguyên Thiên Hóa quá thận trọng, chỉ dựa vào cảnh giới của mình để gây sức ép với mọi người, nhưng Đường Tuấn lại hoàn toàn bó tay. Nguyên Thiên Hóa cười nói, nếu như cậu không động thủ, thế thì đến lượt ta. Ông ta giơ một tay lên, to như một cái đĩa mài, khí tức màu xám quấn quanh lòng bàn tay, cách một khoảng áp trên đỉnh đầu của Đường Tuấn. Trên ngọn núi phía sau Đường Tuấn, vô số cây cối đang tràn đầy sức sống bỗng nhiên khô héo, lá xanh mất hết sức sống trong nháy mắt biến thành một mảng xám xịt. chương 2308, xem ra phải đặt cho nó một cái tên thôi. Lúc này, ngay cả khúc tính và các tu hành giả Nguyên Anh khác cũng có thể nhận thấy đường Tuấn đang ở thế bất lợi, có thể bị một trưởng của ông ta đánh chết bất cứ lúc nào. Khúc tính và mục hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, anh ta chết cũng tốt, chúng ta khỏi gặp họa lây không ai chú ý đến, tuy đường Tuấn đang ở thế bất lợi, nhưng ánh mắt của anh lại càng lúc càng sáng. Tuy pháp lực luôn ở trong trạng thái không ổn định nhưng càng lúc càng tinh khiết và dần có xu hướng ổn định lại. Đường Tuấn mượn sức của Nguyên Thiên Hóa để mài rũa pháp lực của mình, đồng thời nghĩ cách đối phó. Thử chiêu này xem. Đường Tuấn phản ứng nhanh nhạy, anh lại né được một trưởng của Nguyên Thiên Hóa, thân hình lập tức dừng lại. Ha ha ha, cậu ngoan ngoãn chịu chết được rồi nhỉ? Nguyên thiên hóa cười lên khoái trá. Ông ta thích kiểu chiến đấu này, dày vò và hành hạ đối thủ để đối thủ không tìm thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Sắc mặt đường Tuấn hơi tối sầm lại, phân tách một nửa tâm thần ra chìm vào huyệt thái dương. Đồ ngốc, phải xem nghi rồi. Đường Tuấn thì thầm với con dị thú màu vàng đang quay tròn trong kim hồ. Trên mặt anh chợt hiện lên nét quái dị. Con dị thú màu vàng này có mối liên hệ huyết thống với anh, như thể nó là phân thân của anh. Nếu anh gọi nó là đồ ngốc, chẳng phải cũng đang nói mình là đồ ngốc sao, có khác gì tự mình mắng mình, cảm giác hơi gượng gạo. Đường Tuấn cười khổ, âm thầm nói, xem ra phải đặt cho nó một cái tên thôi. Con dị thú màu vàng nghe thấy câu này của đường Tuấn, nó lập tức hưng phấn giống lên hai tiếng, chiếc sừng bạc phóng ra một luồng kim quang. Kim quang tỏa ra, hóa thành một nguồn năng lượng đặc biệt hòa vào trong pháp lực của Đường Tuấn. Tạm thời không thể để lộ sức mạnh này, Đường Tuấn nhanh nhạy lấy ra một cây linh kiếm. Dưới sự hướng dẫn của anh, sức mạnh đó hóa thành kiếm khí. Dị thú màu vàng này chắc chắn rất đặc biệt, cho đến bây giờ Đường Tuấn vẫn chưa tìm được ghi chép tương tự nào về nó, cho nên không dám tùy tiện để lộ ra. Vù! Đường Tuấn vung ra một kiếm chém xuống. Trường 2309 không hay rồi. Sao có thể như thế, sao cậu ta có thể tạo ra vết nứt không gian? Trong lòng Nguyên Thiên Hóa chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ. Ông ta không dám do dự, lập tức phản ứng lại, muốn đưa cơ thể thoát ly khỏi hư không. Một kiếm này của Đường Tuấn có thể xé rách không gian, nếu ông ta còn tiếp tục ẩn mình trong đó, nói không chừng cũng sẽ tự dồn mình vào đường chết. Để thoát ra khỏi hư không, Nguyên Thiên Hóa chỉ cần một ý nghĩ, vận chuyển pháp lực, nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nếu Đường Tuấn xuất kiếm, ông ta sẽ có phản ứng đáp trả, một kiếm này Đường Tuấn hoàn toàn không uy hiếp được ông ta. Nhưng lúc này, thanh kiếm chỉ cách ông ta không đến 10 trượng, đối với hóa thần cảnh mà nói là quá gần, chớp mắt một cái cũng không kịp. Tiêu rồi, không kịp nữa, chỉ mong tu vi của cậu ta không cao, uy lực của kiếm đó không quá mạnh. Nguyên Thiên Hóa suy nghĩ, ông ta biết bản thân phản ứng lại không kịp, chỉ còn cách tiếp nhận một kiếm này. Vù một thanh kiếm lướt qua cơ thể của Nguyên Thiên Hóa. Đường Tuấn cầm kiếm đứng thẳng, đối mặt với Nguyên Thiên Hóa. Nguyên Thiên Hóa mỉm cười nói, tổn thất một nửa sinh mệnh nguyên lực, vẫn ổn. Ông ta nhìn Đường Tuấn, nói tôi nhìn lầm cậu rồi. Quả thật cậu không tệ, vậy mà có thể làm tôi bị thương. Nhưng mà nhát kiếm vừa rồi, cộng với cảnh giới bây giờ của cậu, trong thời gian ngắn có lẽ chỉ sử dụng được một lần. Cậu hết cơ hội rồi. Đường Tuấn Tất Linh kiếm đi, quả thật chỉ có thể dùng một lần. Một kiếm vừa rồi không chỉ là sức mạnh của con dị thú màu vàng, mà còn bao hàm cả những cảm mộ trong khoảng thời gian gần đây của anh, là một gánh nặng lớn đối với linh hồn. Nguyên Thiên Hóa càng cười đắc ý. Đường Tuấn lắc đầu nói, nhưng đối với ông như vậy đã đủ rồi. "Vỡ?" Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, nụ cười của Nguyên Thiên Hóa đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Sinh mệnh nguyên lực của ông ta quả thật chỉ còn một nửa, nhưng linh hồn thì đã phân làm hai không biết từ lúc nào. Đường kiếm vừa rồi của Đường Tuấn không chỉ nhắm vào thể xác mà còn nhắm vào linh hồn. Hạ Nam Dung làm tổn thương linh hồn tôi, tôi cũng cho ông một kiếm." Đường Tuấn nói. Nguyên Thiên Hóa cảm thấy linh hồn lực trong cơ thể không ngừng tiêu tán, khóe miệng hiện lên một nụ cười chua chát cùng hối hận. Ông ta quá bất cẩn, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ không bị như thế này ông ta nhìn đường Tuấn, trên mặt đột nhiên hiện lên một nét dữ tợn. ông ta nói, cậu muốn giết tôi, thế cậu cũng đừng mong sống yên. chương 2310, sơ ý quá. Không chỉ anh mà Bạch Lương, Đoan Mộc Nhuệ và Nhiêu Kỳ La cũng bị ảnh hưởng mặc dù họ ở rất xa. Ba người bay ngược ra ngoài, bị thương nặng không ngừng nôn ra máu. Đợi khi bọn họ dừng lại thì nhìn thấy một ngọn núi bị trẻ ra một vết nứt rất sâu, độ sâu gần bằng một phần ba ngọn núi nếu còn sâu thêm xíu nữa thì e rằng ngọn núi này sẽ bị trẻ làm đôi tu hành giả hóa thần cảnh hậu kỳ tự bạo không ngờ uy lực lại khủng khiếp như thế kiếm linh thể kia đâu trước mắt đám người bạch lương đều trống rỗng nguyên thiên hóa tự bạo nguyên anh tuyệt nhiên không còn sót lại chút gì nhưng đường tuấn cũng chẳng thấy đâu khi đường tuấn chém ra một kiếm vừa rồi bọn họ cũng không còn nghi ngờ gì về thể chất kiếm linh thể của đường tuấn nữa ngay khi cả ba nghĩ rằng đường Tuấn đã bị nổ chết, một tiếng xoẹt trong khe núi đột nhiên vang lên, một bóng người lảo đảo bay ra khỏi vết nứt, đó chính là đường Tuấn. Toàn thân của đường Tuấn bê bết máu, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, hơi thở cũng vô cùng bất ổn. Nếu không phải giây phút cuối cùng, anh sử dụng tiên thiên thần văn hộ thể, thì chắc chắn đã bị nổ chết rồi. Sơ ý quá, đường Tuấn không ngừng ho ra máu. Anh nhìn ba người của đoan mộc nhuệ nói, các người muốn cản tôi ba người đoan mộc nhuệ nhìn nhau rồi tránh ra đường tuấn bay ra khỏi tuyệt phong lĩnh đoan mộc nhuệ đột nhiên nói anh mau bỏ chạy lấy mạng đi anh liên tiếp giết chết hạ nam phi và nguyên thiên hóa phi tinh viện nhất định sẽ phát điên hơn nữa thầy quý đồng vẫn chưa ra tay tốt nhất là chạy khỏi phủ bạch phong đi đường tuấn dừng lại nói cảm ơn khi đường tuấn biến mất khỏi tầm mắt của ba người nhiều kỳ la hỏi đoan mộc nhuệ anh giúp anh ta như thế, không sợ bị phi tinh viện dòm ngó sao. Đoan Mộc Nhuệ nói, chú tước tinh vực chúng ta khó khăn lắm mới có một kiếm linh thể, tôi không thể nhìn anh ta chết như thế. Thành Hồng Dương, trong phủ thành chủ. Sau khi rời khỏi tuyệt phong lĩnh, Đường Tuấn liền quay trở về đây. Sử thành chủ và qua thiên hòa nhìn Đường Tuấn đang thở yếu ớt, vẻ mặt hai người đều cùng lộ ra vẻ tức giận, nói phi tinh viện hiếp người quá đáng, cho rằng họ là môn phái duy nhất ở phủ bạch phong sao. Đường Tuấn nói với bọn họ những chuyện đã xảy ra ở tuyệt phong lĩnh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2310